dính một con đầu tiên nha các bạn. Wow, đã quá các bạn ơi. Chào cả nhà nha. Hôm trước thì mình làm câu ếch các bạn. Lúc mình đi cắm thì trời mưa nên mình không có quay cho các bạn xem được. Bây giờ mình đi thăm ếch nè các bạn. Để thử xem có con nào không. Đây là bữa cắm đầu tiên của mình. Đây hình như dính về các bạn. Kéo vô nó kéo vô gác nè. Thôi dính đừng con. Ếch để ếch nhỏ không các bạn. Ếch ở đây không có lớn. Đây được một con nha, con đầu tiên. Mình sẽ gỡ nó xong và mình móc mồi để sáng mình thăm lại nha các bạn. Ở đây mình cắm chủ yếu là xung quanh nhà thôi, không có cắm ở xa. Xong mình sẽ móc mồi. Mồi này chủ yếu là mấy con cá sặc đó các bạn. Mình giăng lưới xong mình lấy cái con cá sặc đó mình làm mồi. Đây dính con thứ hai các bạn. Đây con nữa nè, con ếch vừa vừa, không có ếch lớn. Chỗ này mình cắm tới 6-7 cân là cặp một bên luôn. Tại vì có một cái đìa bây giờ nước ngập hết trơn, chủ yếu là chỗ đìa thôi mới không có đất để cắm. Còn ngoài ruộng thì bây giờ mưa nó ngập bờ hết trơn, cắm không có được. Hai cân dính hai con nữa các bạn. Xong mình sẽ thăm cần tiếp theo. Đây cần này cũng dính luôn nha các bạn. Ồ, bữa nay trúng mánh luôn các bạn. Ếch bằng nhau, không có ếch lớn nữa. Đó các bạn thấy không? Thấy hàm luôn. Bữa đầu tiên gặp mai. Hôm trước mình làm có 50 cần rồi các bạn. Vì trời mưa mình không có, lúc đi cắm mình không có quay cho các bạn xem. Bây giờ mình thăm một mình khó quay quá nên quay không có rõ, các bạn cũng thông cảm nha. Đây các bạn thấy ếch nè, ếch đồng đấy. Rồi móc mồi xong mình sẽ thăm cần tiếp theo nha các bạn. Đây mồi nè, con cá sặc các bạn thấy không? Rồi mình sẽ thăm cần tiếp theo. Đấy cần này cũng dính luôn các bạn. Chủ yếu là mình chỗ này là mình cắm nó gần nhau lắm, mấy mét là mình cắm một cần. Thì mình biết chỗ này chắc có ếch nhiều. 4 cần mà mình cắm sát bên nhau luôn, dính 4 cần luôn. Mà ếch nó không có lớn, ếch nhỏ nhỏ. Ngày xưa còn có ếch lớn mà bây giờ làm như người ta xịt hay là quá nó lớn không có nổi các bạn. Ở đây quá trời chuột các bạn, nó leo trên cây thế mà sợ luôn, leo ầm 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 ầm. Đó các bạn thấy mùi của mình không?
mình móc mồi xong mình sẽ đi qua cái cần tiếp theo. Cá sặc mình cắt ra các bạn, cắt vừa làm sao mà nhắm chừng vừa cái miệng của con ếch là được. Bốn cần rồi các bạn, dính hết bốn cần nha, coi cần này mới có dính không nè. Cần cặp bên không có dính nữa các bạn. Bây giờ mình sẽ lội xuống ruộng mình thăm cái cần này thôi coi. Đây như là nó nhúc nhích như dính nữa các bạn. Đây. Lại tiếp tục một con nữa nè. Ếch ra con này hơi to các bạn. To hơn mấy con hồi nãy. Một mình khó quay quá các bạn nên nó còn rung rung. Cái lưỡi câu này dính xong nó khó gỡ lắm. Nó dính, nó có cái ngạnh đó, nên rất là khó gỡ luôn. Đây, cái cần tiếp theo lại dính nữa nè các bạn. Hôm nay trúng mánh luôn. Tại trời thì mới tạnh mưa nên ếch nó lên cặp mé bờ nhiều các bạn. Mà đa số là ếch nhỏ, không có ếch lớn. Ếch này ăn ngon hơn ếch nuôi nha các bạn. Tại vì ếch đồng nó không có lớn thiệt nhưng mà thịt nó ngon hơn ếch nuôi nhiều. Các bạn xem video nhớ cho mình một đăng ký và một like nha các bạn. Mình sẽ đi thăm cần tiếp theo các bạn. Mình cắm cặp mé ruộng nè các bạn, cặp mé sông luôn mà mình cắm ở phía trong ruộng. Cũng có cắm mấy cái cần mà cũng cặp mé sông, cái này không có các bạn. Cần kia chắc cũng không có luôn. Đó còn thấy im gu. À, có ếch đây đây có các bạn, nhỏ xíu à, bự hơn con bùa tọt xíu. Bữa nay vô các bạn, quay cứ lắc lắc hoài khó quay quá. Sẽ đi thăm mấy cần tiếp theo nha các bạn. Không biết con nào mà. Cái này con mồi các bạn ơi. Cái này dính đó các bạn ơi, nó kéo vô cỏ. Mình nhìn không biết luôn á. Tưởng đâu là không có dính. Ở đây chuột nó phá quá. Tại mưa mà ruộng gặp bờ hết trơn, ba con chuột nó vô bờ, nhiều khi nó không có ăn mồi nhưng mà nó kéo mồi lên đi ra chỗ khác, cái chỗ mà mình đặt mồi các bạn, nó kéo lên nó phá vậy đó. Ếch con này nhỏ à. Cái này là cặp mé sông nha các bạn. Đây cần tiếp theo đây, cần này rồi, dính rồi các bạn ơi. Ếch con này cũng hơi bự nè, bự hơn mấy con nãy. Mấy con nãy nhỏ nhỏ mà, con này bự. Chắc đừng con bự quá. Còn mấy cần nữa hết rồi các bạn.
kéo vô cổ trời ơi, mà gỡ gỡ không được luôn. Hồi nãy á các bạn, mình vừa cắm xong cái xong mình hoành lại á, chừng nửa tiếng xong là có con dính nữa đó các bạn. Ếch đây nó dễ ăn lắm, trời sập sập tối mà trời mưa là nó nhảy nhảy lên bờ ở chỗ bụi cỏ đó, nó hay nhảy lên đó lắm. Con này khó gỡ các bạn ơi. Đây con này bự hơn mấy con nãy á. Rồi chỗ này không dính nè các bạn. Mình đi thăm mấy cần nữa là mình hoành về rồi các bạn. Trời tối quá, hơi nhát nhát. Đây cần này cũng không dính luôn các bạn. Giờ này mà ngoài kia còn ca quang quang các bạn nghe không? Ca gì đâu mà ca, từ 12 giờ tới giờ các bạn, bây giờ gần 11 giờ khuya rồi còn ca, ca dữ thiệt. Đây không dính nữa các bạn, còn mấy cần nữa hết rồi. Ở đây mình đang lội ngoài cặp guộng các bạn, nước sâu lắm, hút đầu gối luôn. Các bạn thấy mình quay không có rõ không các bạn thông cảm nha các bạn, đây là lần đầu tiên của mình quay ban đêm nên chưa biết cách xử lý như thế nào hết trơn. Các bạn thấy một tay cầm một tay quay đó, cái này cũng không dính nữa các bạn, dính không, không dính nữa các bạn, chuột nó kéo mồi phá mồi banh nha. Trời ơi, ai lấy mất tiêu cần câu luôn các bạn. Hay là ếch nhỏ mất tiêu luôn. Đây đứt lưỡi rồi các bạn ơi. Ở đây bị con gì cắn đứt lưỡi luôn. Các bạn thấy cặp mé sông mà nước lên tới cỡ này các bạn. Tại mưa hai ba bữa liên tục nên nước rất là lớn luôn. Chỗ này nó bị sảy nha các bạn. Này nó bị nó dính nhưng mà nó sảy. Còn đây là thành quả của mình nha các bạn. Đây thành quả của mình nãy giờ cũng nhiều đó các bạn, gần 2 ký. Ếch cũng được, nói chung là không có nhỏ. Hết đồng mà chỉ là ngon. Các bạn xem video nhớ cho mình một đăng ký kênh và một like nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.